Tài liệu mật bị rò rỉ của Mỹ cho thấy Trung Quốc đã phát triển mạnh năng lực không gian, có thể gây rủi ro với vệ tinh của Washington. Tờ Washington Post ngày 25 tháng 4 dẫn tài liệu tình báo bị rò rỉ của Lầu Năm Góc cho hay Trung Quốc đang thúc đẩy phát triển các học thuyết và năng lực vũ trụ đến mức gây rủi ro cho các tài sản không gian trọng yếu của Mỹ và đồng minh. Một tài liệu cảnh báo Trung Quốc có thể gây nhiễu vệ tinh thông tin liên lạc và tình báo của Mỹ, làm suy giảm năng lực hoặc phá hủy các vệ tinh cảnh báo tên lửa đạn đạo. Trong kịch bản xung đột quân sự với Đài Loan nổ ra, tình báo Mỹ cũng đánh giá chương trình không gian của Nga nhiều khả năng sẽ giảm sút trong thập kỷ tới khi đối mặt với cạnh tranh toàn cầu tăng, các lệnh trừng phạt của phương Tây và sự trỗi dậy của tập đoàn SpaceX. Gián đoạn chuỗi cung ứng và các lệnh trừng phạt khiến Moscow gặp khó trong tiếp cận linh kiện, làm đình trệ công tác sản xuất vệ tinh quân sự và dân sự. Bộ Quốc phòng Mỹ từ chối bình luận. Moscow và Bắc Kinh chưa lên tiếng về thông tin này. Hàng loạt tài liệu tình báo của Lầu Năm Góc, trong đó có những văn bản đóng dấu tuyệt mật, đã được tung lên mạng nhiều tháng qua. Thông tin tình báo bị rò rỉ bao gồm các đánh giá của Lầu Năm Góc về chiến sự Ukraine, cũng như hoạt động tình báo của Mỹ với đối thủ lẫn đồng minh. Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI hôm 13 tháng 4 bắt binh nhất Jack Teixeira, 21 tuổi, thuộc Không quân vệ binh quốc gia bang Massachusetts, người bị cáo buộc đã chụp ảnh và phát tán những tài liệu này lên mạng. Teixeira bị truy tố theo đạo luật gián điệp, có thể đối mặt mức án 15 năm tù. Mỹ 3 năm trước thành lập quân chủng vũ trụ USSF trong bối cảnh cả Trung Quốc và Nga đều có khả năng tiêu diệt vệ tinh trên quỹ đạo bằng tên lửa. Ngày 19 tháng 4, Bộ trưởng Không quân Mỹ Frank Kendall cho biết, Trung Quốc đã tăng gấp đôi số lượng vệ tinh kể từ khi USSF thành lập. Và hiện có hơn 700 vệ tinh đang hoạt động, trong đó khoảng 250 phục vụ hoạt động tình báo, giám sát. Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế CSIS của Mỹ đánh giá chương trình không gian của Trung Quốc trong năm qua tiếp tục đạt tiến bộ, duy trì vị thế số 2 thế giới sau Mỹ. Theo Washington Post, cảm ơn các bạn đã xem bản tin.